Hello mọi người, đây là cái cục pin đấy mà tôi chế làm cái sạc dự phòng nhá. Cái này chỉ cần hoàn thiện thêm cái hộp, thêm vỏ vào nữa ngon lành luôn. Làm sạc dự phòng được. Cái dung lượng này dung lượng thực tế nha, 18 viên pin đấy. So với cái loại mà mọi người mua tầm 3-4 triệu ngoài chợ, tôi dám đảm bảo cái này ăn đứt. Nhưng mà con này rơi vào 1,5 triệu cả tiền công làm mạch miếc. Đấy, mọi người có thể sử dụng cái mạch này, hay ở chỗ là có thể lấy ra 12V và 5V. 5V thì tôi sẽ hạ áp xuống qua cái mạch này để lấy ra 5V. Mọi người có thể dùng cho bất cứ thiết bị gì mà chạy 5V, ví dụ như sạc điện thoại này hay là quạt 5V các kiểu. Đấy, 1,5 triệu. Nếu mà anh em yêu á thì tôi làm đơn giản, công làm một buổi sáng đấy, không đơn giản đâu. Cái này sơ suất làm phát là chập nổ vỡ mặt, bởi vì dung lượng thực của nó một viên là 2200 mAh đấy, ở đây là 18 viên, có thể ghép thêm nhiều hơn nữa, tùy vào nhu cầu của anh em và số tiền anh em bỏ ra bao nhiêu. Đấy, làm sạc dự phòng các kiểu, đóng hộp vào nữa là ngon. Dùng sạc điện thoại vô tư, tại vì một cái điện thoại của chúng ta cao nhất bây giờ là rơi vào tầm 5000 mAh đi, mà ở đây 18 viên nhân 2 lên thì nó là bao nhiêu nhỉ, 36.000 đi, tôi cho là 36.000 mAh ở đây. Nhưng mà thực tế của nó chắc nó đạt được khoảng 2000 mAh một viên. Ở đây nó ghi 2200 nhưng tôi cho là 2000 đi. Như vậy là được 36.000 mAh. Ở đây có thể sạc được cho 5 cái điện thoại. Sạc đầy được khoảng 5 cái điện thoại. Nhưng cái loại điện thoại bây giờ bình thường á, thì nó chỉ có 3,5 cho đến 4000 mAh thì có thể sạc được cho 6-7 cái điện thoại. Sạc tức là sạc full luôn, từ 0 đến 100 luôn, được khoảng 5-6 lần điện thoại. Ok, anh em mà yêu quý thì cứ liên hệ với tôi sẽ làm ngon nghẻ lại. Đây tôi mới làm thô thôi, dung lượng thực nha, chứ không ảo như cái pin sạc dự phòng mọi người có tí teo mà bảo là mấy chục nghìn mAh thì không phải đâu. Nó phải to như này, to đùng như này ấy. Rất to, bàn tay của tôi khá là tương đối to đấy, nhưng mà mọi người so sánh thì 18 cái viên pin này mọi người không lạ nữa, rất là to, khỏe, nặng. Ở đâu tôi còn chưa tính đến cái cục sạc, cái này tổng là 1,5 triệu, cục sạc tầm 200 nữa, 1,7 triệu, bảo hành cho 1 năm. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi. Ai sửa chữa gì thì gặp tôi nha.